Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần 3 bản tin FBNC Việt Nam, và Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin chi tiết. Ngành công nghệ sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã có nhiều thành tựu khả quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình chưa đi đến được bước thương mại hóa. Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội nghị công nghệ sinh học khu vực phía Nam diễn ra vào ngày 22 tháng 11. Là một trong những lĩnh vực công nghệ cao trọng điểm, ngành công nghệ sinh học đã được thành phố Hồ Chí Minh tập trung đầu tư phát triển trong 2 năm nay thông qua chương trình công nghệ sinh học giai đoạn 2011-2015. Với mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng, thành phố đã có 20 đề tài nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm phục vụ cho các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển được các giống hoa, giống rau, giống con có giá trị kinh tế cao, chế tạo được các vaccine thú y, thủy sản, một số sản phẩm phục vụ chẩn đoán và điều trị trong y tế. Phát triển từ các công nghệ tế bào gốc, công nghệ kháng thể đơn dòng, công nghệ protein tái tổ hợp, công nghệ nano cũng được nghiên cứu thành công. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ mới dừng ở quy mô phòng thí nghiệm và pilot. Giáo sư tiến sĩ Trần Linh Thước, chủ nhiệm chương trình công nghệ sinh học cho biết, việc đẩy mạnh thương mại hóa các nghiên cứu vì thế cũng chính là mục tiêu lớn trong 2 năm tới. Dự kiến, ngân sách cho giai đoạn này vào khoảng 20 tỷ đồng. Phân bố kinh phí hàng năm thì là một mặt vẫn tiếp tục hỗ trợ cho những cái ý tưởng tốt mà nghiên cứu cơ bản hoặc là triển khai, và còn lại thì tập trung cho cái vấn đề là thương mại hóa, sản xuất thử và thương mại hóa sản phẩm. Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đẩy mạnh thương mại hóa cho các đề tài nghiên cứu hiện rất cần sự tham gia của các doanh nghiệp. Nhưng thực tế là doanh nghiệp vẫn còn e ngại về khả năng thành công. Qua cái rất nhiều cuộc hội thảo với các doanh nghiệp ấy, thì hiện nay cái sự quan tâm của các doanh nghiệp đến công nghệ là rất lớn. Tuy nhiên á, là nó còn một cái chút e ngại, tức là họ vẫn chưa có cái niềm tin chắc chắn về cái sự thành công đó. Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia, thành phố hiện có những chương trình có thể hỗ trợ đến 30% kinh phí sản xuất thử nghiệm. Quỹ châu Á, VCCI và Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 đang triển khai dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Kinh phí dự án khoảng 1 triệu đô la thực hiện trong vòng 3 năm tại khu vực miền Trung và miền Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Trí Thanh, quản lý dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phòng chống rủi ro thiên tai, đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, vì sao doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề giảm thiểu rủi ro thiên tai vậy? Chúng tôi đã nghiên cứu thì thấy là như thế này. Thiên tai và biến đổi khí hậu là những cái yếu tố bất định. Chúng ta không thể nào lường trước được là nó sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai. Và Việt Nam thì người ta đánh giá là một trong 5 nước chịu rủi ro thiên tai hàng đầu thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình, được World Bank đánh giá là một trong 25 thành phố chịu rủi ro thiên tai của biến đổi khí hậu hàng đầu trên thế giới. Thế thì chúng ta làm gì? Rõ ràng là có những cái chúng ta làm thì tôi nghĩ là nó chưa đủ để mà khuyến khích được những cái cộng đồng doanh nghiệp người ta tham gia vào vấn đề này. Thứ nhất là bảo vệ bản thân họ. Cái thứ hai nữa là hướng đến những cái cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng. Vâng, thưa ông, dự án bên phía Quỹ châu Á dự định triển khai tại miền Nam nó sẽ khác như thế nào đối với dự án đã từng triển khai ở miền Trung vậy? Các cái dự án phòng chống thiên tai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chúng tôi đã triển khai ở miền Trung ấy thì là làm cái cú hích mà tôi nghĩ là Việt Nam là lần đầu tiên một cái dự án mà tập trung cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong vấn đề quản lý rủi ro thiên tai. Thế thì sau 2 năm thực hiện thì chúng tôi cũng thấy là qua kinh nghiệm ở miền Trung thì chúng tôi thấy là cái vấn đề này nó sẽ cần phải mở rộng ra phía Nam. Nhưng mà do cái tính chất thiên tai ở khu vực phía Nam nó rất khác với cả khu vực miền Trung. Và trước những cái gì biến đổi khí hậu ở Việt Nam ấy, mà dự báo là cái khu vực ở miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long là sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều của thiên tai, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ triển khai cái này xuống. Nhưng ở bước đầu thì chúng tôi chủ yếu là nâng cao cái ý thức, nâng cao cái nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác quản lý do thiên tai. Thưa ông, thì trong khảo sát được tiến hành đối với các doanh nghiệp ở miền Trung thì cũng cho thấy rằng là có hơn 30% doanh nghiệp đã có kế hoạch phòng chống rủi ro thiên tai nhưng lại vấp phải về vật chất, về công nghệ cũng như là về giải pháp. Liệu những vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào ạ? Khi chúng tôi đi phỏng vấn, chúng tôi hỏi họ như vậy thì có một con số là họ quan tâm nhưng họ không đủ nguồn lực hoặc là họ không biết cách. Thực ra thì cái công tác mà gọi là quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp ấy, nó nhiều khi nó không đòi hỏi một cái nguồn đầu tư về mặt kinh phí và con người quá lớn đâu. Tôi lấy ví dụ như một doanh nghiệp ở Đà Nẵng thôi, doanh nghiệp làm xây dựng, người ta một cái kế hoạch phòng chống thiên tai nó chỉ có tốn đâu 1-2-3 triệu đồng gì đấy thôi. Nhưng cái cơ bản ấy là phải thay đổi cái tư duy từ người lãnh đạo doanh nghiệp đến những cái cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Thay đổi cái tư duy rồi thì chúng ta có cái những cái chủ động
tôi cho là cái tính chủ động là phải thay đổi. Đấy, thì là từ bị động sang chủ động. Chứ còn những cái mà đầu tư thì chúng tôi khẳng định là nó không bao nhiêu cả. Thưa ông, hiện tại thì mức độ quan tâm của doanh nghiệp thì còn thấp, trong khi là tài luật chưa có nhiều và luật định của mình cũng mới bắt đầu có những cái quy định đầu tiên. Theo ông thì chúng ta nên có giải pháp như thế nào để có sự tham gia của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp trong hợp tác giữa hai bên để có thể cân bằng lợi ích và để giảm thiểu rủi ro nhất về thiệt hại cho doanh nghiệp? Vấn đề thiên tai về quản lý rủi ro thiên tai Việt Nam thì nhà nước có đóng vai trò chủ đạo. Cái điều này đã được khẳng định trong luật quản lý rủi ro thiên tai rồi. Thế thì tôi nghĩ trước mắt cái việc đầu tiên cần làm ấy là, bởi vì là nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì nhà nước phải có những chính sách chủ động để lôi kéo doanh nghiệp vào trong vấn đề này. Đấy là về phía nhà nước. Thế còn về phía các doanh nghiệp thì cũng phải ý thức được là những cái sự đầu tư của mình, cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đang phải chịu những cái rủi ro nhất định và cần phải có những cái chủ động trong việc ứng phó. Vâng, xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, trước khi đi du học có nhiều cách để học sinh và phụ huynh tìm hiểu môi trường học tập và sinh hoạt tại nước sở tại. Thay vì bỏ nhiều thời giờ để tra thông tin trên mạng hay hỏi thăm người thân bạn bè, nhiều người đã quyết định chọn cách tham gia vào các khóa học ngắn hạn để thử làm du học sinh. Các em học sinh này là những người vừa nhận được học bổng toàn phần và bán phần cho một khóa học ngắn hạn của trường Trinity College. Đây là trường chuyên đào tạo chương trình dự bị đại học thuộc Đại học Melbourne của Úc. Trường Trinity cung cấp nhiều khóa học dự bị, có cả ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, chúng tôi có khóa học 2 tuần, nằm trong chương trình Nhà lãnh đạo trẻ, cung cấp cho các em học sinh những trải nghiệm, cơ hội giao lưu và tìm hiểu môi trường học tập, cũng như những kỹ năng cần thiết thông qua các học bổng toàn cầu. Khóa du học ngắn hạn này diễn ra vào mùa hè năm sau, mục tiêu là mang đến cho học sinh cơ hội phát triển bản thân, nâng cao khả năng cạnh tranh về kiến thức chuyên môn và xã hội, khám phá cuộc sống sinh viên đại học, làm quen phong cách học tập quốc tế. Lợi ích của một khóa du học ngắn hạn này thì có thể là nó không nhiều nhưng mà nó sẽ là một cái bước đệm cho em để mà có được cái cơ hội để mà tìm hiểu được thêm về môi trường học tập tại Melbourne. Và nếu mà cảm thấy phù hợp thì mình sẽ có thể nộp đơn vào trường đại học đó. Em vẫn chưa quyết định được là em sẽ sau khi tốt nghiệp thì em sẽ đi theo ngành gì, và em đang muốn khám phá tất cả những cái khả năng mà em, những cái điều mà em có thể làm, và em nghĩ là cái chuyến đi sắp tới sẽ là một cái trải cái những cái kỹ năng mà nó sẽ dạy cho em, thì nó sẽ những kỹ năng ấy sẽ giúp ích cho em rất là nhiều về sau này. 16 học sinh ở khu vực phía Nam đoạt giải xuất sắc vừa mới nhận học bổng của cuộc thi viết luận trong chương trình Nhà lãnh đạo trẻ vào cuối tuần qua. Các em sẽ cùng với học sinh của các khu vực và các nước khác tham gia khóa học, gồm có 2 chương trình, mỗi chương trình kéo dài trong 1 tuần vào hè năm sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Việt Nam. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.